Chiều ngày 8 tháng 9, Thường trực Thị ủy đã có chương trình làm việc với Đảng ủy xã Bình Khê để nghe báo cáo về kết quả thực hiện đề án thành lập phường và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Dự và chủ trì buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã. Thống nhất với các báo cáo và đề xuất của địa phương, các đồng chí trong Thường trực Thị ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã, lãnh đạo một số cơ quan phòng ban chuyên môn đã đưa ra ý kiến và làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến kết quả thực hiện đề án thành lập phường, việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn xã Bình Khê, công tác tuyên truyền vận động nhân dân, quản lý đất đai. Trên cơ sở đó, đề xuất tham mưu Thường trực Thị ủy các giải pháp trong lãnh đạo chỉ đạo Đảng bộ xã Bình Khê thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thời gian tới. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy khẳng định, xã Bình Khê đến thời điểm hiện tại đã thể hiện được vóc dáng của một đô thị hiện đại theo hướng sinh thái. Bình Khê là xã có rất nhiều tiềm năng và cơ hội, các điều kiện về kết cấu hạ tầng, hệ thống đường giao thông đảm bảo, nhân dân biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Do đó, đời sống khá giả, thu nhập bình quân đầu người ở mức cao, có nền tảng văn hóa đặc biệt, môi trường sinh thái tốt, tỷ lệ che phủ rừng đạt mức cao, diện tích rừng lớn, tạo nền tảng về môi trường, điều kiện nguồn sinh thủy tốt phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương cả trước mắt và lâu dài. Bên cạnh đó, bộ mặt nông thôn hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí thành lập phường của xã, cơ bản đạt điều kiện, nền tảng xã đạt mức cao so với bình quân chung của tỉnh và của thị xã. Đồng chí khẳng định đây chính là các điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và Bình Khê hoàn toàn có điều kiện phát triển mô hình đô thị sinh thái, đô thị nông thôn, nền nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu xã Bình Khê cần tập trung vào các nội dung như đảm bảo làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, cấp bách và hàng đầu, nâng cao tinh thần cảnh giác trong toàn đảng bộ xã và nhân dân. Trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cần quan tâm phát triển đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt tổ chức cơ sở đảng ở các doanh nghiệp tư nhân, tiếp tục quan tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh khi chuyển mình từ xã lên phường cần nhìn nhận và giải quyết các vấn đề từ sớm từ xa, làm tốt ngay từ những bước ban đầu, quan tâm công tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ có năng lực để bổ sung nguồn lực cho xã và thị xã hiện tại và tương lai, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phải đi vào thực chất, trong đó đặc biệt quan tâm đến thái độ phục vụ nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là bộ máy dành cho dân phải thực sự đi vào hoạt động, xã cần bố trí máy móc, người hướng dẫn để người dân có điều kiện tiếp cận và sử dụng. Trong phát triển kinh tế, đồng chí đề nghị xã Bình Khê cần nâng cấp vùng hoa cây cảnh thành vùng sản xuất công nghệ cao, ra soát các tiêu chí để đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Đồng thời quan tâm nâng cao các tiêu chí nông thôn mới gắn với tiêu chí đô thị, lấy nền tảng tinh thần nông thôn mới để xây dựng đô thị văn minh, trong đó tích cực vận động nhân dân hiến đất để hoàn thiện các công trình xã hội, các tuyến đường, công trình công cộng. Đồng chí cũng đề nghị Bình Khê cần phát triển kinh tế nông nghiệp, trong đó hình thành ít nhất 2 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là vùng hoa cây cảnh và vùng trồng cây ăn quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật liên kết sản xuất, đẩy mạnh dồn điền đổi thừa gắn với sử dụng công nghệ cao trong sản xuất, bố trí đưa người dân đi tham quan học hỏi ở các khu vực có kinh nghiệm sau khi hết dịch để phát triển sản xuất theo chiều sâu, xây dựng thương hiệu nông sản, chuyển dịch nông nghiệp sang nông nghiệp đô thị. Đối với các kiến nghị đề xuất của địa phương, đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn của thị xã cùng vào cuộc, đồng thời thị xã sẽ có lộ trình ưu tiên đầu tư cho các xã lên phường. Bên cạnh đó, xã cũng phải tập trung hoàn thiện nốt các tiêu chuẩn chưa đạt, nâng cao tỷ lệ các tiêu chí đã đạt để tạo điểm nhấn và hình thành vóc dáng đô thị.